Rồi, xin kính chào anh em ha. Hôm nay đến đây á, gặp máy cày. Cái dòng này là hàng hiếm anh em ơi. Hàng hiếm đi chợ mì ha. Massey Ferguson 390 đi chợ mì. Hôm nay mình chung với anh Thiện Vũ TV. Đó, anh đang review nè các bạn. Xem cả nó review ha. Như thế nào, làm sao. Đó. Các bạn thấy không, khung cảnh mày rồi, Trong ơi. Rồi, chạy tới nè, tới luôn. Ồ, xe đẹp quá anh em ơi, xe đẹp quá, chạy xe Tây Ninh ha, quá đẹp, tới luôn anh ơi, tới luôn, luôn, ồ mẹ, đã lấy không, tới luôn. Đã ha. Máy cày Massey Ferguson 390. Quá đẹp.